Ban chỉ đạo quốc gia nhận định, thời gian qua rất nhiều tỉnh, thành phố không thực hiện bàn giao người hết hạn cách ly tập trung cho địa phương nơi cư trú theo đúng quy định. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến bùng phát đợt dịch lần này. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, tại các khu cách ly tập trung hiện nay, nhất là tại các cơ sở dân sự, có nhiều sơ hở có thể để mầm bệnh phát tán ra bên ngoài, gây bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng. Để khắc phục tình trạng vừa nêu, Ban chỉ đạo quốc gia yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin để tăng cường quản lý và giám sát có hiệu quả những trường hợp trong diện cách ly. Theo đó, hệ thống camera tại các khu vực cách ly sẽ được kết nối với hệ thống giám sát của cấp trung ương. Đây sẽ là căn cứ để xử lý những đơn vị cá nhân không thực hiện đúng các quy định về quản lý cách ly. Riêng với các trường hợp chuyên gia nhập cảnh sẽ nghiên cứu phương án đeo vòng gắn mã QR code như Singapore đang áp dụng. Liên quan đến việc quản lý chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương và doanh nghiệp làm rõ hiệu quả của việc đưa chuyên gia nước ngoài vào làm việc, từ đó cân nhắc trước khi đề xuất. Cơ quan chức năng cũng cần có quy định tạm dừng việc đưa chuyên gia nước ngoài vào vùng đang bùng phát dịch bệnh. Kết luận vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia yêu cầu, khi đưa các chuyên gia nước ngoài vào làm việc, doanh nghiệp phải cam kết ký nhận giữa các bên.